Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần điểm một số tin tức thời sự đáng chú ý của Đài Truyền hình Việt Nam. Vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2014 và đặt ra những phương hướng nhiệm vụ cho năm 2015. Cụ thể, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện được hơn 18.700 vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, xử phạt hơn 88 tỷ đồng và tiêu hủy hàng hóa với tổng trị giá là hơn 11 tỷ đồng. Còn nhiệm vụ của Chi cục Quản lý thị trường trong năm nay 2015 được đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố giao là phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện, các sở ngành chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường đi vào chiều sâu, ngăn chặn ngay từ gốc đối với những đối tượng vi phạm, đưa hàng gian, hàng giả, ngăn chặn kịp thời các trường hợp đầu cơ tăng giá quá mức nhằm giữ vững giá cả và ổn định thị trường, đảm bảo cung ứng tốt, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Bộ Tài chính vừa có công văn giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% lô gỗ nhập khẩu ngày 30 tháng 12 năm 2014 dẫn đến tình trạng ách tắc các xe tải chở gỗ nhập khẩu từ Lào tại cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị. Và theo Bộ Tài chính thì công văn trên chỉ áp dụng đối với trường hợp hàng hóa là thuốc lá, rượu, bia, gỗ có rủi ro cao khi nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, sau đó xuất đi nước thứ ba do có liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế khi tái xuất. Do vậy, đối với trường hợp này phải thực hiện việc kiểm tra hải quan 100% để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bộ Tài chính khẳng định điều này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cần thiết phải thực hiện. Việc kiểm tra này cũng không ảnh hưởng đến những doanh nghiệp nhập khẩu gỗ để chế biến, sản xuất hay là kinh doanh trong nước. Do vậy, không ảnh hưởng đến việc làm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như một số doanh nghiệp đã phản ánh với báo chí. Nợ quá hạn ngân hàng chính sách của hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều giảm mạnh và đạt gần 200% kế hoạch đề ra. Đây là kết quả sau 3 năm thực hiện đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ. Và báo cáo sau 3 năm triển khai cho thấy, tính đến cuối năm 2014, 3 năm thực hiện đề án nợ quá hạn toàn vùng còn 160 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ, chiếm 0,71% tổng dư nợ. Tất cả các tỉnh thành trong vùng đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật có thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh. Bên cạnh đó, một trong những kết quả nổi bật của 3 năm qua đó là nguồn vốn chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới toàn vùng. Đã có trên 1.400.000 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được vay vốn, tạo việc làm cho hơn 88.000 lao động. Đây là điều kiện giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng từ 2 con số năm 2011 xuống còn chưa đến 6% trong năm 2014, đồng thời giúp cho hơn 29.000 sinh viên nghèo có điều kiện đi học. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, việc phân tích hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia đã có những kết quả đầu tiên và các nhà điều tra Indonesia cho biết vụ tai nạn này không thể do nguyên nhân khủng bố. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi tiến hành phân tích hộp đen của máy bay QZ8501, ông Andre Hanato thuộc Ủy ban Điều tra An toàn Giao thông Vận tải Indonesia cho biết không có giọng nói đe dọa nào trong buồng lái trong toàn bộ đoạn băng ghi âm buồng lái dài 2 tiếng. Ông Hanato cũng cho biết có những dấu hiệu cho thấy máy bay gặp phải thời tiết xấu. Đoạn băng ghi âm cho thấy phi công đã quá bận rộn để kiểm soát máy bay nên không có thời gian để gửi tín hiệu cấp cứu. Hộp đen của chiếc máy bay QZ8501 sẽ tiếp tục được phân tích để xác định chính xác điều kiện thời tiết và tác động của thời tiết vào động cơ máy bay vào thời điểm gặp nạn. Cuộc họp ngoại trưởng liên minh châu Âu ngày hôm qua tiếp tục đồng thuận sẽ không thay đổi chính sách của khối này đối với Nga, trong đó bao gồm cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Các quan chức ngoại giao EU tuyên bố mối quan hệ của họ với Nga có thể được thay đổi cho đến khi Moscow thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk về hòa bình ở Ukraine mà nước này từng ủng hộ hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, theo đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Mogherini, ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên EU nhất trí tiếp tục tiến hành đối thoại cấp chuyên gia với Moscow về các vấn đề trọng yếu, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. EU đồng thời chú trọng đối thoại chính trị với Nga về các vấn đề quốc tế then chốt như cuộc nội chiến ở Syria hay đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hay Afghanistan, Libya. Dự kiến vấn đề quan hệ với Nga sẽ tiếp tục được thảo luận tại các cuộc gặp tiếp theo của Hội đồng Bộ trưởng EU và Hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới. Hôm qua, quân đội Cameroon cho biết 24 trong tổng số 80 con tin bị phiến quân Boko Haram bắt cóc hôm 18 tháng 1 đã được giải thoát. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cameroon Didier Bajek, các con tin trên được
được thả khi các lực lượng vũ trang Cameroon truy kích Boko Haram khi các tay súng này trên đường bỏ chạy về Nigeria. Hiện chưa rõ số phận của các tin còn lại. Vụ bắt cóc ngày 18 tháng 1 được cho là một trong những vụ nghiêm trọng nhất mà Boko Haram tiến hành trên lãnh thổ Cameroon. Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng nhóm phiến quân Nigeria này đang mở rộng hoạt động sang Niger, Cộng hòa Chad và Cameroon. Phần điểm những tin tức thời sự đáng chú ý xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.